Chào các bạn, rất vui là được gặp lại các bạn trên kênh Đầu tư 6.0 của tôi. Đây là kênh mà tôi sẽ chia sẻ với mọi người những cái cách kiếm tiền online miễn phí. Các bạn xem ở trên màn hình, đây là các cái video mà tôi đã chia sẻ cách để chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên điện thoại này. Đây là một số các cái ứng dụng có thể giúp chúng ta kiếm được tiền trong những cái giờ thời gian rảnh rỗi. Chúng ta hãy lên trên kênh Đầu tư 6.0 để chúng ta vào từng video một để chúng ta xem và chúng ta đăng ký nhé. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái dự án có thể giúp chúng ta kiếm thêm được tiền nữa. Đó là cái dự án này. Kiếm tiền tự động trên điện thoại với P Network. Thì đây là một cái cách đào tiền ảo không cần bỏ vốn. P Network này nó đã được hình thành cách đây khoảng tầm 3 năm rồi. Và hiện tại thì bây giờ nó vẫn đang còn là rất mới và đang được khai thác ở trên điện thoại. Khi đào coin ở trên điện thoại thì bạn cũng có thể là tắt app đi và tắt mạng đi cũng có thể đào được. Chỉ cần sau mỗi 24 giờ bạn vào app và nhấn vào cái dấu sấm sét là nó lại tiếp tục đào cho các bạn. Và đặc biệt là khi chúng ta cài đặt, chúng ta chú ý là chúng ta sẽ nhập cái mã ưu đãi là Văn Lực 81 ở đây vào thì chúng ta mới có được cái quyền ưu đãi. Đấy. Thì P Network nó kiếm tiền như thế nào? Ở đây thì nó đào tiền, đào coin miễn phí cho máy thì cũng có tiền và chia sẻ cho người khác cùng đào coin thì bạn cũng có thu nhập từ P Network và bạn đào ra đồng tiền P và khi đồng tiền lên sàn thì bạn có thể là giao dịch và bán nó đi. Và chúng ta cũng cần có một cái ví để chúng ta giao dịch. Cái ví điện tử đấy là Pinaxi và Gemitano để mua bán các cái đồng tiền điện tử này. Và cái link để đăng ký thì tôi sẽ để dưới cái phần mô tả để mọi người hiện để chúng ta đăng ký luôn cái ví điện tử để chúng ta giao dịch này. Khi chúng ta đã đăng ký được cái dự án P Network này để chúng ta kiếm tiền rồi thì chúng ta sẽ đi chia sẻ cái dự án này cho nhiều người khác để chúng ta kiếm thêm thu nhập 25% mỗi người. Nên là mặc định là mỗi người chúng ta sẽ nhân với 25% và nhân với 0,39 thì chúng ta sẽ được 0,49 pi trên giờ. Tức là cái số người càng đăng ký nhiều thì chúng ta khai thác được cái số pi này ở mỗi giờ sẽ là càng lớn. Cho nên chúng ta càng chia sẻ cho nhiều người thì chúng ta sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Đấy, thì đây là một cái dự án rất là hay, rất là mới mà tôi giới thiệu với mọi người để chúng ta cùng đăng ký để kiếm tiền từ cái dự án này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lên cái công cụ CH Play để chúng ta tải cái ứng dụng này về. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta gõ vào đây là P Network vào đây. Đây chúng ta thấy là đây, nó hiện đây này. Đây, P Network. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta cài đặt cái ứng dụng này về. Như thế là ứng dụng này đã được cài đặt trên điện thoại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở ra và đăng ký để sử dụng cái ứng dụng này. Đây chúng ta có thể là đăng ký bằng Facebook hoặc là đăng ký bằng số điện thoại của chúng ta cũng được. Thì chúng ta bấm vào cái phần mà đăng ký bằng số điện thoại đây nhé. Ở dòng trên cùng này các bạn chú ý này. Trước hết là chúng ta phải chọn cái mã vùng của Việt Nam đã. Việt Nam là 84 này. Ta bấm vào Việt Nam này. Rồi nhập cái số điện thoại của ta vào đây. Chúng ta chú ý là ở đây đã có cái mã cộng 84 rồi. Cho nên ta bỏ cái số 0 đằng trước của mỗi số điện thoại đi nhá. Và bấm vào Go vào đây.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền cái mật khẩu của chúng ta vào. Chú ý là mật khẩu đây là gồm có chữ in thường, chữ in hoa, số, rồi ký tự đặc biệt. Chúng ta điền như thế để cho nó đảm bảo cái sự bảo mật cho cái tài khoản của chúng ta. Sau khi điền xong rồi chúng ta sẽ bấm vào submit ở đây. Đấy. À, tiếp theo nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trang để chúng ta khai báo cái thông tin. Thì ở đây là tên của các bạn là cái gì thì các bạn ghi vào. Ghi tên này. Rồi ở đây là họ tên. Như thế chẳng hạn. Và đây là ta sẽ ghi cái username của chúng ta vào đây. Cái này chỉ có một tên duy nhất thôi và nó sẽ không trùng với bất kỳ một cái username nào ở trên mạng cả. Rồi bây giờ ta sẽ bấm vào submit ở đây. Và đến cái trang này chúng ta phải có cái mã code. Thì giới thiệu của tôi thì nó mới đưa các bạn đi đến một cái trang tiếp theo được. Còn nếu không có thì các bạn sẽ không đăng ký được cái ứng dụng này. Và bây giờ ta sẽ điền cái mã code giới thiệu của tôi vào đây. Đấy là văn lực 81. Các bạn điền vào đây thì các bạn mới đến cái trang tiếp theo được. Và cũng được một cái là khi mà các bạn điền cái mã code này vào thì cái sự liên hệ giữa bản thân của tôi và các bạn nó được gắn kết chặt chẽ hơn và tôi sẽ giúp được các bạn nhiều hơn trong cái quá trình mà kiếm tiền và cả hai chúng ta sẽ cùng được tiền. Đấy, chúng ta bấm vào submit ở đây. Bấm vào Getta đây nha. Tiếp tục bấm vào Getta này. Rồi, cái nhiệm vụ của các bạn là sẽ bấm vào cái tia sét ở đây để chúng ta đào cái đồng tiền Pi. Khi mà thấy nó màu trắng trắng như thế này rồi thì chúng ta lại bấm vào đây để chúng ta đào đồng tiền Pi. Và khi nào mà đây chúng ta bấm vào thì chúng ta thấy nó sẽ hiện lên cái màu xanh. Nó hiện lên cái màu xanh như thế này. Để chúng ta xem này. Thì hiện tại ở trên này, khi mà chúng ta tắt cái ứng dụng này đi, tắt điện thoại thì cái đồng pi này nó vẫn cứ đang đảo cho chúng ta. Và khi nào chúng ta đăng nhập vào thấy sau mỗi tiếng đồng hồ thì cái tia sét này nó sẽ là hiện sang cái màu trắng thì chúng ta lại bấm vào đây để cho nó tự đảo cái đồng pi này. Đó. Đây là cái ứng dụng chat, ta có thể chat với những người khác. Chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem. Chúng ta có thể là vào đây. Đây nhá, vào cái phần này để chúng ta đi chia sẻ cho những người khác để người ta cài đặt cái ứng dụng này. Và các bạn vào đây này. Vào profile ở đây để các bạn xem cái mã giới thiệu của các bạn là cái gì. Các bạn sẽ có một cái mã coder để giới thiệu cho người khác ở đây. Đây là ví dụ như đây là Trịnh Huệ 68 này. Đấy. Các bạn vào đây các bạn thấy được lần này. Inviter coder này. Mỗi người sẽ có một cái mã như thế này để các bạn đi giới thiệu và chúng ta sẽ kiếm được tiền. Sau này khi chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi thì chúng ta sẽ bán cái đồng tiền này đi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách chúng ta sẽ lên để chúng ta giao dịch bán cái đồng pi này để chúng ta chuyển thành tiền và chuyển về tài khoản ngân hàng của chúng ta. Và chúng ta sẽ có hai cái ví để chúng ta có thể là giao dịch được cái đồng tiền điện tử. Đây là cái ví Binance đây và Zbitano. Thì hai cái ví này, đây là hai cái ví giao dịch cơ bản nhất để chúng ta có thể là mua bán các cái đồng tiền điện tử ở trên mạng được. Và hai cái link để đăng ký cái ví điện tử để chúng ta giao dịch này tôi để dưới phần mô tả. Mọi người cùng xuống đấy để chúng ta đăng ký cái ví giao dịch này. Để sau này khi có tiền thì chúng ta sẽ lên đây chúng ta đi giao dịch, chúng ta kiếm các cái đồng tiền về ngân hàng của mình. Cách tải về cài đặt rất là đơn giản và cách đào của cái ứng dụng này cũng rất là đơn giản. Cứ sau mỗi giờ chúng ta vào đây để chúng ta bấm vào
tia sấm sét này thì chúng ta sẽ thấy là cái đồng pin này nó tự động nó chạy kể cả khi mà chúng ta tắt đi rồi thì nó vẫn tự động nó vẫn chạy như thế này đấy. Và nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn có thể là comment rồi để lại cái bình luận bên dưới của video nhé. Tôi sẽ giúp đỡ các bạn, hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể cài đặt hay là kiếm tiền hay là rút tiền về tài khoản hay là cách để đăng ký cái ví giao dịch cơ bản để chúng ta có thể kiếm được tiền và mua bán được một cách miễn phí ở trên các cái giao dịch này. Đây là cái cách đào coin cực kỳ miễn phí giúp chúng ta kiếm được tiền, tự động kiếm được tiền trong cái thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Và các bạn nhớ là khi chúng ta cài đặt chúng ta phải điền cái mã ưu đãi này vào văn lực 81 thì các bạn mới đi đến cái bước tiếp theo và chúng ta mới có thể là cài đặt được nhé và kiếm được tiền, kiếm được cái ưu đãi. Cuối cùng xin chúc các bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền từ ứng dụng này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong nội dung hướng dẫn tiếp theo của tôi.